Ngày 21 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký ban hành hướng dẫn mới về cách ly y tế với F0, F1. Theo đó, Bộ Y tế rút ngắn thời gian cách ly với F1, chia thành hai nhóm. Cụ thể, nhóm 1 là F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine phòng COVID-19. Trường hợp này cách ly y tế 5 ngày tại nhà, thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR vào ngày cách ly thứ 5. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 5 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện 5K. Nhóm 2 là những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm vaccine thì cách ly y tế 7 ngày. Nhóm này xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 7. Nếu âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 3 ngày, thực hiện nghiêm 5K và báo cơ quan y tế nếu có dấu hiệu bất thường.